Rối loạn huyết áp thai kỳ là một trong năm tai biến sản khoa thường gặp, nhưng phổ biến nhất là tình trạng tăng huyết áp thai kỳ. Tăng huyết áp thai kỳ là nguyên nhân đứng thứ hai sau băng huyết sau sinh gây tử vong cho các bà mẹ. Ngoài ra, nó còn làm tăng tỷ lệ bệnh tật cho cả mẹ và thai nhi. Bên cạnh việc uống thuốc, sử dụng các thực phẩm để kiểm soát huyết áp thì chế độ sinh hoạt của mẹ lúc này cũng cần hết sức chú ý. Hãy cùng tìm hiểu ngay 6 mẹo sau đây giúp bà bầu đối phó với việc tăng huyết áp nhé. 1. Đi bộ thư giãn. Phụ nữ không hoạt động có nguy cơ cao huyết áp khi mang thai hơn những người tập thể dục. Một trong những bài tập tim mạch tốt nhất cho bà bầu là đi bộ. Một nghiên cứu đã phát hiện ra một xu hướng mạnh mẽ là 10 tuần tập thể dục vừa phải sẽ làm giảm huyết áp tâm trương ở phụ nữ mang thai có nguy cơ bị rối loạn tăng huyết áp. Đi bộ trong 30 phút đến 45 phút mỗi ngày là một hoạt động an toàn trong suốt 9 tháng của thai kỳ. Ngoài ra, đi bộ là một trong những cách tốt nhất để bắt đầu tập thể dục nếu bạn không hoạt động nhiều trước khi mang thai. 2. Hít thở có kiểm soát. Hít thở sâu là một kỹ thuật thư giãn phổ biến giúp giảm mức độ căng thẳng và ổn định huyết áp của bạn. Mỗi khi bạn hít một hơi thật sâu, máu được oxy hóa tốt sẽ được đưa đến từng tế bào trong cơ thể. Điều này sẽ giúp bạn có thêm năng lượng và cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cách hít thở mà bạn có thể tham khảo như sau. Nằm xuống thoải mái nghiêng người sang một bên, đặt tay lên ngực và bên dưới lồng xương sườn. Từ từ hít vào qua mũi để bạn cảm thấy dạ dày của mình di chuyển lên. Từ từ thở ra bằng miệng bằng cách đếm đến 5, trong khi giữ cho cơ bụng săn chắc. Lặp lại 10 lần và giữ nhịp thở đều đặn và chậm. Tập thở sâu trong 10 phút, 2 hoặc 3 lần mỗi ngày để kiểm soát huyết áp và giữ cho trái tim khỏe mạnh. 3. Theo dõi lượng muối nạp vào cơ thể. Thông thường, khi những người bị huyết áp cao cắt giảm muối, huyết áp của họ sẽ giảm. Nó thậm chí còn giúp ngăn ngừa huyết áp tăng trở lại. Tuy nhiên, các mẹ cũng cần nhớ rằng cơ thể vẫn cần một lượng nhỏ natri để hoạt động bình thường. Vì vậy, tốt nhất các mẹ hãy theo dõi lượng muối nạp vào cơ thể hàng ngày bằng những cách như không thêm nhiều muối vào thức ăn, sử dụng các loại thảo mộc và gia vị thay thế để thêm hương vị cho món ăn của bạn. Tránh thực phẩm chế biến, thức ăn nhanh và đồ uống thể thao chứa nhiều natri ngay cả khi chúng không có vị mặn. Tránh thực phẩm đóng hộp vì chúng thường có nhiều natri. 4. Theo dõi cân nặng. Việc tăng cân của các mẹ bầu có lẽ không có gì là quá bất thường. Tuy nhiên, nếu tăng cân quá mức, hãy coi đó là một dấu hiệu cảnh báo. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sản khoa và Phụ khoa Hoa Kỳ báo cáo rằng tăng cân trong thai kỳ là một yếu tố nguy cơ của chứng rối loạn tăng huyết áp khi mang thai. Béo phì hoặc tăng cân quá mức trong thai kỳ cũng tác động nghiêm trọng đến thai kỳ của mẹ và bé. 5. Nghe nhạc. Âm nhạc có tác dụng làm dịu cơ thể của bạn, giảm căng thẳng và lo lắng. Nghe nhạc trong khoảng 30 phút, 2 hoặc 3 lần một ngày có thể làm giảm huyết áp của bạn. Hãy lựa chọn những thể loại nhạc có tiết tấu chậm, nhẹ nhàng, không có lời hoặc âm thanh không quá lớn sẽ giúp tinh thần của bạn thư giãn và bình tĩnh ngay cả trong thời gian căng thẳng nhất. 6. Tập yoga. Một trong những yếu tố nguyên nhân gây tăng huyết áp là căng thẳng. Và tập yoga trước khi sinh là một trong những cách tốt nhất để kiểm soát mức độ căng thẳng của bạn. Bên cạnh việc giải tỏa tinh thần, nó có thể cải thiện giấc ngủ, tăng sức mạnh, tính linh hoạt và sức chịu đựng của cơ bắp cần thiết cho việc sinh nở và giảm đau lưng dưới. Hy vọng với những mẹo trên, các mẹ bầu bị tăng huyết áp có thể áp dụng hiệu quả để kiểm soát và cải thiện sức khỏe tốt hơn. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!